chọn ngành kiến trúc, thiết kế nội thất cho 3 đến 4 năm đại học, đã bao giờ bạn tự hỏi mình sẽ trở thành ai trong tương lai? Chào mừng các bạn đã đến với khoa kiến trúc và thiết kế nội thất của trường Đại học Việt Sơn Đà Lạt. Ngành kiến trúc và thiết kế nội thất tại trường Đại học Việt Sơn Đà Lạt sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức chuyên ngành vững chắc với một khung chương trình đào tạo ngành quy chuẩn do chính Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho các trường đào tạo về chuyên ngành. Chương trình đào tạo ngành kiến trúc và thiết kế nội thất giúp cho sinh viên có khả năng tư duy, định vị bản thân và tự do sáng tạo trong thiết kế kiến trúc và thiết kế nội thất, ngoại thất, thích ứng với xu hướng hội nhập toàn cầu. Thời gian học đại học rút ngắn còn 3 đến 4 năm. Mục tiêu đào tạo công dân toàn cầu sẵn sàng cho kỷ nguyên 4.0. Tiếng Anh chuẩn B1, B2 châu Âu. Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Đào tạo theo mô hình studio, xưởng thiết kế. Sinh viên được trải nghiệm môi trường học tập từ lý thuyết, thực hành đồ án, cố định tại một phòng học xuyên suốt từ 3 đến 4 năm. Môi trường học tập năng động, sáng tạo, phù hợp với Gen Z. Sinh viên Việt Sơn luôn dẫn đầu các cuộc thi sinh viên toàn quốc. Chú trọng chăm sóc hỗ trợ sinh viên. Đây là ưu thế khác biệt của trường Đại học Việt Sơn Đà Lạt. 100% sinh viên được cam kết giới thiệu việc làm tại hơn 200 đối tác. 96% sinh viên có việc làm ngay, 6% cựu sinh viên trở thành lãnh đạo, quản lý.